Xin chào cả nhà. Video hôm nay mình xin giới thiệu là một cái sản phẩm là đèn LED. Đèn LED để bàn trưng bày phong thủy ha. Đây thì cái đèn này cũng như các sản phẩm khác nhưng mà nó không đốt được trầm hương nha. Đèn đây thì có màu vàng đồng. Thân cây thì làm gỗ thật, còn lá thì sẽ là nhân tạo nha. Nhưng mà nhìn rất đẹp ha. Khi mình mở đèn á, nó có chế độ đèn cam và trắng, bật lại nó ra trắng mà để chế độ nó ra cam ha. Đó. Để bàn làm việc rất là sang trọng nha. Thì cái vị trí này á, mình sẽ đặt những cái tượng. Thì mình đang đặt đây là cái tượng thủy tinh ha. Mình đặt một số tượng cho các bạn xem rất là đẹp. Tượng gắn lên cũng rất đẹp này ha. Tượng gắn để là tượng rồng này ha. Nhìn rất là sáng. Thì một cái bộ đèn LED như vậy á, thì nó sẽ có giá là 1,7 triệu chưa kèm cái tượng. Thì các bạn lấy khung không cũng có luôn nha. Bộ khung này là 1,7 triệu cũng free ship luôn. Các bạn để tượng Phật cũng rất là đẹp. Để một cái tượng Phật lên rất là đẹp. Đây, 4 chú tiểu, không nghe, không thấy, không nhìn, không cảm giác. Rất là đẹp nha các bạn. Để bàn làm việc rất là sang chảnh. Phòng giám đốc rồi này kia rất là đẹp. Chưa kèm tượng nha. Kèm tượng như mình thì nó sẽ tầm khoảng là 1,7 triệu, đó khoảng tầm 2,3 triệu. Ngoài ra vị trí bên đây á, mình có thể đặt được sâu chuỗi này ha, vòng rất là đẹp. Thì cả nhà cứ IP hàng ha để hàng có thể tư vấn thêm. Cảm ơn cả nhà đã xem video ha. Hy vọng cả nhà ủng hộ thành để chia sẻ và like video, giúp có thêm nhiều người hữu duyên để lấy nhận sản phẩm này về ha. Cảm ơn cả nhà.